Nhân vật của khởi nghiệp ngày hôm nay là Lê Sơn Hải, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở làng nghề chè thuộc xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Hiện tại, Hải đã có hơn 4 năm gắn bó với công việc làm trà sen hữu cơ. Công việc của Hải mở ra hướng đi mới trong phát triển giá trị chè Thái Nguyên. Làng nghề chè xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng có khoảng 50 hộ trồng và chế biến chè. Vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên này đã nuôi sống biết bao người dân ở đây và cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình Hải. Điều tạo nên hương vị đặc biệt cho trà sen của Hải đó chính là việc ướp diễn ra ngay tại đầm. Thời điểm vụ sen từ tháng 4 đến tháng 10, mỗi sáng sớm, Hải và mẹ bắt đầu công việc tại đầm sen. Chàng thanh niên lựa chọn những bông sen mới hé cho trà vào ướp trong 2 ngày. Loại sen được Hải lựa chọn trồng để ướp trà là sen Hồ Tây và sen Quan Âm. Những loại sen có bông rất đẹp và có mùi hương đậm lan tỏa vào những cánh trà thơm. Vì là loại trà tinh túy, đòi hỏi những người am hiểu về trà, biết về nghệ thuật giữ hương sen mới có thể làm được. Chính vì vậy mà công việc làm trà sen hàng ngày do một tay Hải đảm nhận cùng sự trợ giúp của mẹ và em gái. Hải làm những bông trà sen ướp sổi và bán trực tiếp cho những khách đặt mua. Công việc gắn bó với trà sen đến với Hải như một cái duyên. Tháng 8 năm 2015, sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không theo đuổi công việc làm báo như những bạn trẻ cùng trường, Hải bắt đầu khởi nghiệp trên đồi chè, trên đầm sen sẵn có của gia đình, với vốn liếng duy nhất là đam mê và một chút kinh nghiệm làm chè từ trước đó. Với đồi chè rộng 1 hectare, hồ sen có diện tích 3.600m2, chè được bón phân hữu cơ 100%, trong đó là phân chuồng hoai mục và đỗ tương ủ. Để tạo ra một cân chè móc câu thì cần 5-6 kg chè tươi
giá bán trung bình 400-500 kg chè ra thị trường. Mỗi bông trà sen được bán với giá từ 25-30.000 đồng một bông. Sau 3 năm, Hải đã bắt đầu thu về 20 triệu đồng một tháng vào thời điểm vụ sen. Chè ướp hương của Hải làm ra luôn được thị trường đón nhận và có giá trị kinh tế cao. Để có được thành công trong công việc gắn bó với cây chè và có nguồn thu nhập ổn định như bây giờ, Hải đã phải nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, ngay cả từ quyết định đầu tiên. Với Sơn Hải, học đại học để thêm hiểu biết, phục vụ cho quyết định trở về quê hương lập nghiệp, từ đồi chè, đầm sen, được ở nhà theo nghề truyền thống của gia đình mới là nguyện vọng và cũng là cơ duyên với chè. Không phải là một người mà học chuyên ngành về nông nghiệp ra ấy, thì trong cái quá trình mà em theo đuổi cái nghề chè của gia đình ấy, mà nhất là lại còn theo hướng hoàn toàn khác so với những cái hộ trồng chè xung quanh mình, theo truyền thống của gia đình, thì em có gặp những cái khó khăn gì? Khi mà quyết định để làm chè hữu cơ ấy, thì cái em thiếu nhiều nhất cách đây 4 năm ấy, là thông tin về làm chè hữu cơ. Vì khi đấy là cái làm chè hữu cơ thì hầu như là em chưa tìm thấy một cái thông tin gì mà ở Việt Nam mà người ta đã làm chè hữu cơ. Mà cái đấy chỉ nghe thông tin ở bên Nhật. Thì lúc đấy thì mới đi học hỏi thêm những cái cô chú trồng cây ăn quả. Thì đi đến tận nơi, tận vườn người ta thì mình học về cái cách người ta chăm sóc cái cây và tạo ra những cái màng cỏ sinh học để cho nó nâng cao giá trị của đất cũng như là mình nuôi dưỡng được cái nguồn hữu cơ ở trong đất. Thì để làm ra những cái sản phẩm hữu cơ thì nó cần phải có thời gian nhiều. Thế với chè sen thì sao? Chị được biết là ở xóm Nam Thành thì hầu như chưa có nhà nào là làm chè sen cả. Vậy thì gia đình mình là gia đình duy nhất làm chè sen. Vậy thì em đã học cái cách làm chè sen này từ đâu? Em học cách làm chè sen từ bà ngoại em. Bà ngoại em là một người Hà Nội gốc. Cái trà sen ấy là một thứ trà mà nó mang cả nền văn hóa và tinh hoa của người Việt. Nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của đây là một cái dòng trà mà nó không hề mới. Nhưng mà để làm ra được một cái sản phẩm trà sen như ý thì nó cần có một người có tâm. Với cái việc mà mình trồng cũng như là chăm sóc những cái loại chè hữu cơ này, thì được biết là cái quá trình đấy nó rất là vất vả. Vậy thì em có thể cho biết những cái khó khăn trong cái quá trình mà em trồng cũng như là chăm sóc cái cây chè hữu cơ này được không? Công việc đầu tiên để làm ra một cái sản phẩm chè hữu cơ ấy, chúng ta phải nuôi dưỡng đất. Đấy là quan trọng nhất. Khi mà mình có được một cái thành phần đất, có cái đất nó đã được nuôi dưỡng thì nó cho ra một cái độ màu mỡ. Khi mình trồng ấy, nó sẽ có ra những cái giá trị dinh dưỡng cao hơn so với những cái sản phẩm mà mình chăm bón theo phương thức bình thường. Thứ hai là về vấn đề sâu bệnh. Sâu bệnh thì mình phải tìm những cái phương pháp mà nó hoàn toàn phù hợp với tự nhiên. Thời gian tới, Lê Sơn Hải ấp ủ ý tưởng đem chè đi kiểm định và đăng ký thương hiệu riêng. Ước mơ xa hơn, em sẽ mở cửa vườn chè để đón khách tham quan, đồng thời mọi người sẽ thấu hiểu được sự vất vả của người làm trà, tinh hoa của nghệ thuật trà. Câu chuyện khởi nghiệp với chè sen của chàng trai Lê Sơn Hải đã truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, sống đúng với đam mê từ các bạn trẻ đang có những ước mơ khởi nghiệp. Làm nghề với cái tâm, với đúng đam mê, ắt sẽ thành công.